Đây là bức tranh chụp chùa Một Cột, tấm ảnh phản ánh nhiều khía cạnh đời sống văn hóa, lịch sử, con người, kiến trúc và phong cảnh Đông Dương từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 cho tới những năm 1980. Đây là một trong gần 70.000 tấm ảnh được đưa lên trang web của Viện Viễn Đông Bắc cổ Pháp, công bố ra công chúng đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thành quan hệ ngoại giao Pháp Việt Nam và đồng thời là cũng kỷ niệm 30 năm Eiffel quay trở lại thành lập văn phòng tại Hà Nội. Các tấm được phân chia theo các quốc gia, trong đó ảnh về Việt Nam là nhiều nhất với hơn 37.000 tấm ảnh, Campuchia gần 12.000 tấm ảnh. Ngoài ra còn có ảnh ở Lào, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Đức, Cuba, Pháp, Nga. Cái trang web này thực sự là thể hiện cái công nghệ 4.0 hiện nay, bởi vì các bạn trẻ có thể bất cứ lúc nào vào tra cứu theo đúng nhu cầu của mình mà có thể hiện được cái thông tin đầy đủ, rõ ràng. Quý vị khán giả có thể tiếp cận với toàn bộ 70.000 bức ảnh cổ này được cập nhật trên hệ thống thư viện chung tại địa chỉ hiển thị trên màn hình.